Rộ thông tin MG năm 2022 đã về Việt Nam, thiết kế siêu đẹp và giá bán rẻ hứa hẹn hấp dẫn. Sau khi ra mắt lần đầu tại Thái Lan hồi cuối tháng 7 năm nay, đúng như dự đoán, mẫu xe MG năm 2022 hoàn toàn mới đã được đưa về Việt Nam, sẵn sàng ra mắt trong thời gian sắp tới. MG năm 2022 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe ăn khách của MG tại thị trường Việt. Mới đây, lô xe MG năm 2022 đã được bắt gặp cập cảng Việt Nam, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Như vậy, trong thời gian ngắn sắp tới, MG Việt Nam sẽ chính thức ra mắt giới thiệu MG năm 2022 hoàn toàn mới tại thị trường Việt. Tại Thái Lan, MG năm 2022 có giá bán từ 392 triệu đến 483 triệu đồng, xe được bán ra tổng cộng 3 phiên bản. Theo đó, giá bán của MG năm 2022 tại Việt Nam có thể sẽ không tăng quá nhiều so với giá bán ở Thái Lan. Cụ thể, phiên bản cao cấp nhất hy vọng sẽ có mức giá không quá 550 triệu đồng. Nếu sở hữu mức giá đẹp, mẫu sedan hạng C, MG năm 2022 có thể tự tin cạnh tranh với bất kỳ đối thủ Nhật và Hàn nào trong phân khúc sedan hạng C. Thậm chí MG5 có thể lấn sân sang các mẫu sedan hạng B trong tầm giá 500 triệu đồng. Chưa hết, ở các phiên bản giá rẻ trong tầm giá trên dưới 400 triệu đồng, MG năm 2022 có thể cạnh tranh ở cả phân khúc xe hạng A giá rẻ. Giá bán hấp dẫn, thiết kế ngoại thất đẹp mắt và nhiều trang bị, mẫu xe MG năm 2022 hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại thị trường Việt. MG năm 2022 có thể sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của MG Việt Nam, khi mà hai mẫu CUV MG ZS và HS vẫn chưa thể làm nên chuyện, khi có quá nhiều đối thủ trong phân khúc tại thị trường Việt. MG năm 2022 phiên bản cao cấp, sở hữu ngoại thất hấp dẫn, xe được trang bị bộ mâm 17 in, đi với cỡ lốp 215/50:17. Đèn pha kiểu bi LED kết hợp với đèn LED chạy ban ngày. Hệ thống bật trên tắt đèn pha tự động. Đèn hậu LED và đèn phanh thứ ba dùng bóng LED. Tất cả phiên bản của MG năm 2022 tại Thái Lan đều sử dụng động cơ 4 kỳ lanh dung tích 1.5 lít hút khí tự nhiên, công suất tối đa 118 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng trên phút, sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp, CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD. Nội thất MG năm 2022 hấp dẫn không kém ngoại thất. Cabin mẫu sedan hạng C mang thiết kế khá chỉnh chu, sang trọng và thể thao. MG năm 2022 mang đồ chơi như ghế bọc da hai tông màu, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, camera hỗ trợ đỗ xe hiển thị nhiều góc nhìn, 6 loa giải trí, điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau, đi kèm với lọc khí PM2.5. Trang bị phanh tay điện tử cộng giữ phanh tự động. Tại Thái Lan, MG năm 2022 bản cao cấp, đi kèm với nhiều hệ thống an toàn và hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình, Cruiser Control, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm phía sau, camera quan sát xung quanh 360 độ và 6 túi khí,